xin chào tất cả anh em. Hôm nay tôi với chị Vi lại có dịp đi lên trên Đà Lạt. Và hôm nay là một clip rất là đặc biệt, đó là tôi và chị Vi sẽ quay lại cái hành trình một ngày hôm nay đi quay phim như thế nào cho mọi người xem. Và cái ekip hôm nay thì chắc mọi người đã quá quen rồi, trên cái kênh tôi là xuất hiện rất là nhiều luôn. Đặc biệt một cái là hôm nay team đang ở trên Đà Lạt thì hiện tại là không khí rất là lạnh luôn, nên mọi người thấy bận đồ nè. Mà bà Vê bất kỳ lắm nha, bà đi lên đây trước tôi một ngày, bà bỏ tôi ở nhà tôi buồn quá, nên bây giờ hôm nay tôi phải lết lên trên này tôi kiếm bà. Thì bây giờ coi nè, mới lên trên Đà Lạt có một ngày thôi mà tóc tai là đổi màu luôn rồi. Cái này không biết là do không khí lạnh hay là do ngỡ của tôi sao mà. Kênh này kênh của bà Vê hả? Dạ không. Không, kênh của anh Đức. Đức nói gì? Tại tưởng đi qua kênh của bà Vê, tại lên bà Vê lên đây rủ là ăn mừng chịu súp, mình sẽ được ăn mừng kiểu như là tiệc nướng rồi bikini các kiểu lên kia. Tôi đi Đà Lạt, tôi lên quay clip làm gì đâu? Đây là anh đạo diễn của phim. Alo, MV. Anh nào? Anh này là anh đạo diễn hay anh này? Mà mình lên đây để mình ăn uống cái tiệc bikini này kia thôi. Còn bạn đây là đây với đạo diễn MV đây. Vậy mình ở dưới Sài Gòn mình không ăn, mình kéo lên trên Đà Lạt mình ăn một lần mười mấy hai chục người vậy á. Chịu sức mà phải chơi lớn với bạn. Đây thì bốn lý do nữa là hôm nay là sẽ đi quay MV cho chị Linh Baby. Chị Linh Baby xuất hiện hình ảnh quá nhiều trên cái hệ thống kênh của chúng ta rồi, cái chúng ta không còn gì phải xa lạ nữa. Dạ. Bài bài thì còn đi mà. Tự nhiên cái chị Linh Baby hôm nay quay cho mấy chị Vi á, là tóc của chị Linh nó cũng có màu trên đây luôn. Có lẽ là do không khí Đà Lạt nó lạnh quá nên nó làm đổi màu tóc. Trời ơi, tôi phát hiện lỗ tai của chị Linh đó là có hai cái kẹo bông gòn, phải kẹo bảy màu. Trời ơi, áo bảy màu luôn. Wow. Ăn bánh mì bơ sữa. Ngon ha. Tăng thêm 25% giá không đổi. Em bé có mang bánh mì bơ sữa. Bà vlog. Anh nói em bà vlog là sao? Bà vlog là tức là mình đi đâu mình cũng có em vlog. YouTuber em đi đâu em phải quay lại như vậy chứ. Em quay lại em kỷ niệm. Mà anh nói em bà vlog cái chữ bào là ý là sao? Bào ở đây có nghĩa là mình dùng hết công sức của mình để mình làm ra những cái sản phẩm tuyệt vời cho khán giả xem. Anh nói gì em nghe hay hơn. Không có hiểu ý người ta gì hết không? Người ta đang nói tốt cho mình. Mà nghĩ là nghĩ xấu không à, kỳ cục. Diễn viên á của tụi mình không bao giờ nói những lời mà xấu xa cho người khác chứ, phải nói tốt đẹp thôi. Đúng. Đúng không các bạn? Mình phải hoa mỹ lên, mình phải giữ hình ảnh lên. Bao có tốt. Bởi vậy người ta chửi sao quần ghét quen thói anh. Ghét quen thói anh. Tụi hát phát hiện bà Vê. Ủa cái gì vậy? Trời ơi, nãy giờ có miếng bánh mì không ăn không hết. Đưa tôi nãy giờ tôi ăn no gần chết luôn. Để cho nó bọng luôn nè. Trời, cái này là đi dục rác giùm thì có. Ủa chị em có phải trang điểm không chị? Có đấu đâu trang điểm đi ghê đi. Ủa bắt mới gì bộ phải đấu mới được trang điểm mà. Trời. Người ta đi theo người ta trang điểm cũng được gì, lỡ ở ngoài người ta nhìn vô người ta thấy tôi ekip nhưng mà tôi phải xinh đẹp xíu. Yeah. Bây giờ là sẽ phỏng vấn thành viên nhỏ tuổi nhất của đoàn. Ủa đi luôn rồi. Đó, quá dễ thương luôn. Mọi người coi á, cái ekip của tôi á rất là chuyên nghiệp luôn. Ekip là bất tử mà là quay phim bất tử. What? Và tài xế cũng bất tử luôn, tài xế xe đây. Quá là nguy hiểm. Quá là nguy hiểm. Đây là cái ý định tương lai của tôi. Sau bao nhiêu năm làm YouTube mà tôi chưa có đủ tiền mà tôi sắm cái máy xịn như vậy. Đây cái máy này là chỉ dành cho ekip bất tử thôi. Còn mình là người bình thường nên chưa xài tới cái máy này. Đó, máy rất là đẹp luôn. Vivi cho anh hỏi em á. Gì? Em ở trên đây 24 tiếng rồi, em có nhớ anh không? Không. Ê, qua đây coi người ta thả cá nè. Gì? Tôi với chị B đang có mặt ở Hồ Tiền Lâm. Hồ Tiền Lâm cũng có cá hả? Trời ơi, có chứ sao, hồ nào mà không có cá. Với người ta thả phóng xanh nữa nè. Ủa? Ê, cái này là lươn. Lươn, chứ mày cá. Ui, nước hồ trong quá trời luôn. Wow. Trời ơi, coi lươn bơi kìa. Ủa, sao nó đứng im vậy? Tại nó mới xuống, nó chưa thích nghi được nhiệt độ, từ từ cái nó mới bơi được. Yeah. Wow. Công nhận luôn, hiện tại ở Đà Lạt là đang là 17 độ. Bơi, nó bơi. Trời ơi, con cá chép này mới bự nè B. Quá trời luôn. Ui. Nó bơi dữ thật. Chim em. Trời, chim bay trên trời phải như cá đâu. Đập dịch. Đó, chú thả thêm một bịch lươn nữa nè. Thôi bây giờ đi lên quay MV. Nãy giờ đâm ban nhiều rồi. Bây giờ chị Vi sẽ biểu diễn cung phu giờ, là leo lên nóc xe ngồi giống như anh con đi. Bà xách lên xe, tôi sẽ đỡ bà Vi bằng cách ôm xíu thật chặt. Mày lăn qua lăn lại. Trời ơi, té té nè. Ôi, vậy tôi bỏ đâu? Thì đó. Thì đó. Toàn sùng.
toàn thật rồi bu em. Anh yên tâm đi, em mà đã chụp hình là rất là đẹp luôn, anh khỏi cần phải kiểm tra chất lượng sản phẩm. Đó, bây giờ là tới cảnh quay triệu đô. Đây trả máy cho anh. Bây giờ anh có một cái thắc mắc, một cái điều là tại sao hai đứa em ăn kem không chịu ngồi dưới đất ăn mà đi leo lên xe ăn cho nó nguy hiểm như vậy, trên dơ anh chị. Cảnh này là thấy hai chị rất là hy sinh luôn nha. Đó, ngồi trên xe vậy. Đó, bây giờ hai diễn viên chính của chúng ta đang ngồi trên nóc chiếc xe tải ăn kem. Còn chúng ta thì đứng ở dưới đây nhìn miệng. Thiệt tình luôn á, tôi chưa coi cái MV mà tôi thấy cái cảnh này quá là dễ thương và lãng mạn luôn, nhìn cứ như là bên Hàn Quốc vậy đó. Nhưng mà thật ra là đang ở Đà Lạt. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Trời ơi, chịu nổi không? Hai cái bà này làm MV đầy đủ các sắc thái luôn. Hồi nãy là dễ thương cô te, còn bây giờ là tới là đánh nhau bạo lực. Bởi vì bây giờ tôi phải quay lại để cho mọi người xem. Để cho tao mấy đường dây coi. Rồi. Đi ra. Rồi, giang hồ, giang hán. Đâu mới đâu. Được. Ủa mới đây thay đồ mà nhanh quá vậy? À đúng rồi, cái hương của mày nó xuống nè. Cái hình của mày. Ủa đi đánh nhau mà đeo cái bông tai bảy màu vậy hả em? Không ngầu, này chị Đại màu mè đó. Chị Đại màu mè. Chị Đại màu mè. Ủa chị Đại mà phải bận áo khoác nữa hả? Không, xíu phải cởi ra. Đó chị Đại là giống như Linh đó, phải cầm cây gỗ. Trời. Trời phải cởi háo cái gì thì lộ ơi. Trời ơi, sướng em thiệt. À, vậy mà sao? Lòi 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 quá. Ê, cái câu sao đừng có nói nha anh, câu sao đừng nói nha, câu đó được rồi, tới đó được rồi anh. Dạ dạ tới đó được rồi. Tại biết mình nói câu sao đúng không? Tại vì cái chuyến đi này anh Đức đừng có đi ha. Đó, vậy. Bởi vì tôi càng phải đi. Thầy ở nhà đi, là lúc đó tôi é. Trời ơi, nghĩ sao, ê chép chỉ có hai người là nữ rồi, mà nam mà tới 20 người lận. Bởi vì tôi phải đi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ủa anh báo hồi nãy em thấy anh xuất hiện là một người hào hoa phong nhã đẹp trai, em tưởng anh là rất là lịch sự mà sao bây giờ anh lại đi đánh nhau với phụ nữ. Phụ nữ lâu rồi hiểu sao được, bây giờ mình đang đánh nhau với những bạn nam kia. Cho cho chỗ em đi cái đây. Áo lạnh quá nè. Trời ơi. Hồi nào giờ hôm nay mọi người mới thấy được cái túi của bà B kìa, ốm vô bóng nhát xương xấu không à. Ây da. Mà lúc mà tao đã chạy ngang qua mà thấy xa xa thấy Linh đang bước tới thì em bị đứng hình đó hiểu không? Đứng hình. Rồi bị khớp luôn được. Quay qua nè, 1, 2 quá. Chưa lọt xong nha. Thấy rồi, chạy cẩn thận má, coi đi lọt xong chắc luôn. Lọt được luôn, báo lọt xong chứ mình chạy mình tông nói với nó tao cùng đi. Chị về. Mọi người biết sao không, chị V giàu lắm. Bây giờ chị V bỏ tiền ra mướn giang hồ để đánh anh báo. Để coi chị V mướn bao nhiêu tiền. Chắc mướn mỗi người 5 xị luôn. Người có 50 rồi. 50 là làm hết bé. Trời ơi, người có 50 thôi mà mướn giang hồ ghê. 50 là ở đủ ở giang hồ cà phê rồi. Còn muốn đánh nhau là phải 5 xị nha em. Bây giờ nè, dễ nè, quay cái tàn đưa tiền khó lắm không. Giờ quay đưa cái này trước đi. Màn báo đi sẵn đi. Lên đi, có đi ra thôi. Các bạn thấy đi quay phim cực là cực khổ luôn. Mặc dù trời mưa gió bão bụng gì mà mình vẫn phải quay. Diễn viên nam, diễn viên chính gì đó đều phải quay hết. Tôi chỉ là diễn viên phụ đi theo thôi mà tôi cũng phải quay dài luôn. Hả? Đó. Sau khi anh Gon anh bị quýnh là giờ anh bỏ chạy nè. Bây giờ là chúng ta sẽ được thưởng thức cú đấm triệu view. Rồi, mới xong nha. Mới xong, diễn viên chuẩn bị 3, 2, 1, diễn. Trời ơi, nội lực thâm hậu quýnh cái bay lên hàng rào luôn. Nhân viên cuối rồi. Thôi.
sao em thấy hôm nay anh phát hiện được cái tình yêu của anh là tới 3 tình yêu lần, không mấy anh nhường lại bớt cho em một tình yêu đi chứ. Tôi con người tôi rất là khó tính, tôi mà thấy gái nào đẹp là tôi muốn đem thì tôi nuôi luôn. Cái đó là một sự chân thành, mình sẽ điếm gì? Cái đó là điếm cái gì? Mà tôi nói thầy ơi, người ta quay phim á, mình lại đứng giữa đường quay vlog mình che hết người ta luôn. Ôi gì vậy? Ra thấy người mà chạy phải không? Nhô cho chạy. Ok. Tên. Yên tâm đây làm ok. Trời ơi sướng quá trời ơi. 50.000 vui quá quá. Lấy luôn cái mạng báo. Ngồi xuống nha. Ủa anh Giang Hồ bị gì vậy? Anh em bị gì vậy? Dính cho tường. Trời ơi, ai bút ra chảy máu rồi nè. Rồi. Ok. Ôi quá trời mệt, bởi vì cuộc đời phải lấp ngơ luôn. Cái bất kỳ cái cảnh quay nào tôi cũng phải chen vô, tôi luồn lách vô trong đó. Tôi môi móc vô, tôi quay được với cái cảnh quay. Tôi còn bị chửi nữa, sáng giờ tôi bị chửi nhiều lắm. Nhưng mà thôi kệ, bây giờ mình vì cuộc sống mà mình phải quay thôi. Ai nói gì nói đúng không? Chứ bây giờ sao giờ? Mình xin thì người ta không cho, thì bây giờ mình chỉ có quay lén thôi. Đây là nhất là cái anh này là cái anh phó đạo diễn, là sáng giờ cứ đi theo anh đuổi tôi hoài à. Không sao, 5 tỷ. 5 tỷ gì? Bây giờ nè, mất cái bóp mình nè, sáng giờ chú quay vlog lo diễn, vlog xong đụng nó quên mất cái bóp luôn đấy. Mất bóp luôn rồi. Vậy đó. Cái đó là do cách ăn ở đó anh, tại vì em quay vlog em kiếm một video có mấy trăm ngàn thôi mà anh không cho em quay, em kiếm cơm thôi mà, em đâu có lòng chạm gì tới ảnh đâu mà anh không cho em quay, rồi cuối cùng bây giờ anh bị mất cái bóp. Mấy trăm ngàn thôi. Nhẫn này là nhẫn mua Shopee 32.000. Trời ơi, nó lỗ hết anh.